Anh nói thật, anh chưa ăn không của ai cái gì nhá anh. Lại còn không ăn không của ai cái gì? Gớm, cái đấy thì tôi biết tẩm đồng tông rồi. Anh thì làm gì ăn không của ai cái gì bao giờ? Thì anh chưa bao giờ anh ăn không của ai cái gì nhá. Thế thì người ta phải mâm cao cỗ đầy, phải có cái gì thì anh mới đến ăn của người ta. Chứ còn ăn không thì lấy cái gì mà ăn, ăn không khí ạ. Ngon thế, ôi dồi ôi. Đúng là cái này mà xào với hoa chuối thì không còn gì để chê nữa. Đúng món lão A Hi thích đây. Ôi dồi. Làm gì đấy? Mày thơm. Tao đang hái ít hoa đu đủ về cho lão A Hi lão xào. Đúng món khoái khẩu của lão luôn. Lão A Hi nhà mày mấy khi ăn cơm ở nhà đâu mà mày phải cất công ra tận cánh đồng để mà đi lấy hoa đu đủ nghe cái chết ra. Thì một ngày lão chỉ ăn cơm ở nhà một buổi thôi, một bữa thôi, còn hai bữa sáng thì nhịn, trưa thì hay đi đánh dấp. Mà mày cũng tài đấy, mày để chồng mày đi như thế mà mày cũng chịu được. Ai để lão đi? Lão có chân lão đi, có cấm không được, giữ không được. Mày phải làm cách nào chứ, mày là vợ. Bây giờ á, mày không đi ra xóm mình mà xem. Nhất là những cái chỗ nào mà ngồi tụng năm tụng ba ấy. Lão A Hi nhà mày nổi tiếng rồi. Thế á? Thế người ta bảo thế nào? Chuyên đi đây, đi ăn trực đây. Thì tao mới bảo á, tao bảo hôm nào gặp mày để tao nói mà. Từ hôm chưa gặp được mày để mà bảo. Ôi chết xấu hổ. Thế dân làng hàng xóm người ta nói thế thật à? Thì chả thế, thì tao mới bảo là xấu chàng thì hổ ai. Bây giờ á, lão đi ra ngoài á, đặt đâu lão cũng ăn được. Mà chưa đặt đít đã đặt mồm luôn ấy. Khổ quá, nói mãi có nghe đâu. Mày thấy dạo này á, từ hôm tao ốm, lão càng đi nhiều. Nói là vợ ốm ở nhà, ông ấy đi thì đỡ phải nấu, đỡ phải làm, đỡ khổ. Nhưng mà có ai muốn thế đâu. Đấy nhá, mà tao còn nghe nói á, bảo là chắc là ở nhà vợ nó không biết nấu ăn. Mới lại là nấu ăn không ngon hay nào mà để thằng chồng nó đi ra ngoài nó kiếm cơm, kiếm ăn suốt ngày. Đúng là... Mày thấy nhục không? Nhục thật. Mà này, về giận cả ông Phong nữa. Là lúc nào mà thấy lão hay sang, hai vợ chồng như mày cứ nói thẳng mặt của tao với. Bây giờ vợ nói không nghe, nhưng đôi khi lại nghe bạn bè. Mà bạn bè nó nói nó còn dễ hơn vợ ấy. Lão mà nghe thì chả đến nỗi. Thì tao bảo bây giờ mày về mày phải quán triệt ông ấy đi. Mày không ra biện pháp mạnh còn lâu mày ấy. Bây giờ đi ra ngoài á, đúng đeo mò vào mặt. Đúng là xấu hổ thật. Nhưng mà mày nhớ nhá, ông nếu mà sang ấy, mày cứ bỗ thẳng mặt ông cho tao. Ôi, cái gì này? Toàn quả. Chả có cái la cái hoa được nào để xào trứng ăn. Bẻ cái ngọn. Đây. Định bẻ ngọn để cho nó hỏng mất cái đu đủ cái của người ta. Em kiếm đâu được cái hoa đu đủ được chín ở đâu đây? Đấy. Vợ thì tâm lý thế. Lúc nào cũng quan tâm biết là chồng muốn ăn cái gì, thích ăn cái gì. Mà mang về hầu tận mồm rồi lại còn không thèm ở nhà ăn cái tài lượn cơ. Này cái này, cái này mà xào trứng mẩu uống rượu thì thôi rồi Lượng ơi. Lại rượu rượu ở mồm. Không nói đến thì nó còn đỡ lộ tiết. Lao đứng lên tao bảo. Đứng lên. Đi luôn ra làng mà nghe cái kìa. Dân làng người ta nói là suốt ngày chỉ vác mồm đi ăn được người ta thôi. Tài ăn trực. Giờ mang tiếng cả vợ con ra. Nói là lấy con vợ về không biết nấu nướng. Lại còn không có tiền bạc. Nên là suốt ngày để nó đi ăn trực. Ai nói? Ai nói? Đứa nào nói anh như thế? Dân làng người ta nói tụng năm tụng bảy cái kìa. Mang mà, tiếng. Mà em không biết nói lại à? Thì người ta nói đúng quá rồi, nói thế nào được nữa? Đúng cái gì mà đúng? Thì rõ là ngày nào lão chả đi ăn trực. Ăn trực? Thế nào là ăn trực? Ăn trực người ta... Đấy là gọi ăn trực à? Đấy là toàn chỗ thân quen bạn bè, anh em hàng xóm. Quen biết thì... đến với nhau cho nó tình cảm, cho nó vui. Thân đến... quen bạn bè. Thân quá giờ người ta mới vạch áo cho người xem lưng. Trước mặt thì ai người ta dám nói đúng không? Lúc đến thì người ta ăn xong, về bây giờ người ta mới đi nói, người ta mới biết được chứ. Ai nói nào? Thì bạn bè anh không nói ra thì dân làng người ta biết được à? Nói cái gì? Mà tao làm cái gì? Tao đến đấy thì nó bảo cũng chỉ thêm bát thêm đũa thì ngồi đây luôn cho nó vui chứ. Đấy là người ta mời đại môi thôi.
Chả nhẽ khách đến lúc đang ăn cơm lại không mời câu nào, thành ra nó vô duyên. Được cho. Lại chắc là em gặp cái con gọi là lưỡi đi trước đầu môi gì, là cái con vợ thằng Phong gì. Gặp ai ông không cần biết. Bây giờ chỉ biết là dân làng hàng xóm người ta nói mang tiếng là tôi ra đây này. Con này chỉ có nó nghĩ thôi. Để anh sang anh nói mới nói xem nào. Anh với thằng Phong không phải là đâu là người xa người lạ nhé. Anh với thằng Phong nó còn như là khố với đít ấy. Ăn uống vừa thôi, vợ con người ta nó ghét cho. Thân quen anh em với nhau, đến với nhau thì có gì chỉ dùng đấy, chứ có cái gì mà nó làm gây chết ra. Được rồi, nó nghĩ anh ăn trực gì? Nó nghĩ là chỉ biết sang ăn nhà nó thôi gì? Chả thế được không à? Mà xem, có tiền đấy đưa cho anh. Tiền để ở trong nhà. Hôm nay A Hi cầm hẳn mấy trăm nghìn xong mua thức ăn mời vợ chồng nó một bữa. Thế mày không phải vào lấy đi tiếng không? Vào lấy luôn ra đây cho tao. Tiền để đâu thì đưa đây cho nào. Sang mà mời vợ chồng nó ăn một bữa đỡ mang tiếng. Bao nhiêu lần tao mời nó chi sang đây ăn uống nó không sang, chứ tao tiếc rẻ gì mấy đồng. Vợ chồng nhà này đùa không ngờ con vợ nó lại nghĩ mình là một cái thành phần tồi tệ đến như thế. Quả này đây sắm ngân là thức ăn sang cho mà ăn cho mà xem. Vợ mình kể nó cũng tâm lý, bảo đưa ít tiền thôi mà nó đưa cho mình mấy trăm nghìn mua thức ăn sang. Xem khoản này xem mày có trắng mắt ra không. Ôi trời, Tết Nhật đến nơi rồi. Mày có ở nhà? Đi đâu đấy? Sao cổng không đi lại đi vừa vào? Nhà này anh mua được ít món ngon sang, anh em mình làm với nhau một tí. Món ngon á? Có cái gì nướng được không? Không nướng, đồ này là toàn đồ xào mới lại. Xào á? Đang bảo đốt ti than xem có thịt nướng thịt thì tốt. Đồ xào đồ chiên thôi, ăn. Ngồi đây. Anh phải bỏ ra mấy trăm nghìn để. Đây, không bật. Hôm nay quyết định bỏ ra mấy trăm nghìn để anh em mình ăn nhậu với nhau cho nó không có thật sự. Không mấy biết, trăm nghìn á? Không biết chú nghĩ về anh như thế nào. Nhưng mà vợ của chú ấy, nhưng mà chiếm đâu? Trong nhà ấy. Vợ chú ấy, anh nói thật sự là không biết là theo như lời dị nghị mà anh nghe được ấy, có đúng hay không? Làm sao? Là bảo anh chỉ biết sang nhà chú ăn trực thôi. Anh thật sự cái câu nói ăn trực với anh thì bình thường thôi, chú hiểu không? Bởi vì là nó chỉ là câu nói trêu thôi. Nhưng mà nếu mà nghĩ thật thì nó lại là một cái câu nói chạm vào lòng tự ái của anh. Hơi ghê gớm đấy, anh nói thật. Thế nhưng mà anh... Anh chưa ăn không của ai cái gì nhá. Sao lại chưa ăn không của ai cái gì đó nào? Là có nghĩa là anh sang là... Thí dụ những lần sang nhà chú ăn uống chẳng hạn thế, anh cũng phải bỏ công sức cho anh xuống anh chế biến nấu nướng rồi chỉ cắt kiểu đúng không? Mà tình cảm chú anh em mình đến với nhau thì chú có nghĩ anh là thằng ăn trực thật không? Anh hỏi câu đó. Không. Đấy. Anh em mình đàn ông với nhau chơi với nhau từ cái ngày gọi là chùi đít bằng que bằng lá nhá, chỉ chưa hiểu với nhau là tình cảm thế nào thì anh mới sang. Thật ra là ngày xưa thì còn bảo là ăn uống quan trọng, bây giờ ăn uống quan trọng còn quan trọng gì đâu anh? Chị đấy, thế mà theo như thông tin mật báo cho anh biết là vợ chú là đang suy nghĩ xấu về anh đấy. Ui, đàn bà phụ nữ thì anh tính làm cái gì? Thế vậy thì hôm nay cho phép anh kể cả là mua hết gần triệu bạc tiền thức ăn anh sang đây để anh em mình ngồi tâm sự nói chuyện cho nó hiểu nhau. Đây em xem là những món gì mà ghê gớm thế, đặc sản gì đấy? Anh thì anh không bao giờ anh tiếc tính đếm gì đâu. Đây là đậu à? Đậu phụ này. Chiên rồi.
Trứng à? Trứng vịt. Mới đẻ. 5 quả. Chúp lơ. Tí nữa chào nhàn nhạt anh em mình ăn cho mát ruột đấy. Còn cái hoa đu đủ này nữa, vừa ăn tốt cho sức khỏe, chữa bệnh huyết áp rất tốt, cân bằng cái huyết áp cơ thể con người. Chào trứng. Em hiểu không? Hết rồi bác. Ừ. Nhưng mà làm gì mà bác mua ở đâu mà lại mất được gần triệu, đắt thế. Ơ, chú thế nào mà trứng này thì không phải trứng bình thường đâu. Trứng này là anh phải mua 6 con vịt về mà được có 5 con thôi. Đó là nó đang đẻ bói, em phải moi cái trứng ở trong bụng nó ra để mình xào cái hoa đu đủ này nó mới có công hiệu. Nhưng mà gì nhỉ? Sao lại thế, nhà bác có công việc mà lại thịt vịt thế? Không. Sao anh, lại anh mua vịt về mình lấy trứng non. Trứng non thì nấu mì tôm rồi anh chỉ lấy mấy quả trứng gà này. Đó. Có nghe bác mổ vịt chỉ lấy mấy quả trứng thôi á? Ơ. Thế thịt vịt đâu sao bác không mang ra đây để anh em mình làm nồi mang ăn? Vịt đây nó già nó mà làm lâu lắm anh vứt bỏ hết rồi. Lấy đúng trứng thôi. Khí thế nhỉ? Được cho. Chú ba xem gọi thím ra đây. Bà thím xem nấu hộ anh cái. Để em ơi, muốn gặp thím một tí đi. Em ơi, thế lại đi đâu rồi nhỉ? Bác ngồi đây đợi em tí nha, em vào tìm thấy không? Hôm nay mình phải nói chuyện cho nó rõ ngọn ngành. Xem đúng là con vợ nó suy nghĩ về mình như thế thì cách lần sau sang là mình cũng sẽ mua đồ ăn sang. Vợ em lại đi đâu mất rồi bác ạ? Lại thấy không có xe ở nhà nữa rồi. Được cho, chết để anh chế biến cho. Chú chế biến á? Ờ. Thế hai anh em mình ngồi thôi à? Không gọi ai nữa à? Chứ cần gì? Xong là anh em mình ngồi vừa uống chén rượu tình lại tâm sự cho nó ra ngọn ngành. Thế bác hô em gái nhà cái món này thì em chịu, em không nấu đâu. Được cho, cứ để đấy cho ai. Ok, xong nhanh ơi. Đấy. Ui trời này. May ở trong tủ nhà chú vẫn còn thịt dê nướng. Cái thịt này em qua làm cỗ mà. Đấy, này chú ăn thử cái món này xem. Anh chế biến gì? Đấy, ngon không? Anh phải làm miếng thịt dê nhà chú nha. Ngon anh ạ. Cái thịt dê nướng này. Nó là có lần bia. Bia? Em có uống bia bao giờ đâu mà. Nhà chú có bia không? Em uống bia bao giờ đâu mà mua. Chú lại cũng mở anh. Nãy anh mở tủ anh thấy rồi. Còn mấy loan ấy. Có trong đấy à? Cả nước ngọt nữa. À, anh mở tủ anh lấy thịt dê này anh thấy à? Ờ. Anh cũng chịu chú đấy. Ôi, còn nhiều này á? Đồ ăn thức uống ở trong tủ mà chú còn chả biết. Cả nước đây này. Ủa, em có uống ấy bao giờ đâu mà biết. Làm ngụm nước cho nó ngọt nữa. Chứ tưởng uống bia. Khai vị ăn ngon đấy. À. Nhưng mà em uống hụm rồi, còn đâu anh uống nốt cho em nhé. Được rồi. Thôi được rồi, mâm cơm này hôm nay anh mang công, mang của, mang sức ra để anh chế biến. Anh em mình ngồi với nhau để chúc cho nhau một câu nói bất hủ luôn, là để anh em mình hiểu thấu nhau hơn đấy. Chúc anh em mình tình nghĩa có chắc bền lâu nha. Sao lại có chắc bền lâu anh? Thế phải chắc chắn bền lâu. Úi giời, cái ngữ này mà còn đòi bền lâu cái gì? Thì mà đi đâu về đấy? Đi ngồi đây ăn cơm luôn. Thôi. Nãy chả có thím ở nhà anh đây này, một mình tay anh phải chế biến đấy. Gớp, ai bắt? Đây là tự nhiên tự tiện đi vào bếp nhà người ta để nấu nướng. Mới lại á, em có cần đâu mà bác phải tham tận nơi bác nấu cơm nhà em. Ơ, sao thím nói thế là thế nào? Lại còn thế nào nữa cơ à? Nhà em có thừa tiền đâu mà thuê ô xin về tận nơi để mà nấu nướng cho mà ăn. Không. Con què chân cụt tay để mà phải nhờ người khác đến nấu cơm cho mà ăn thì mới có bữa cơm trưa nhá. Anh nói thật, cái mâm cơm này là anh đúng rồi. Anh đúng. Mâm này là anh mua sang đấy. Này em không cần biết nhá,
Em nói cho anh biết nhá, mà em nói cho cả anh Phong biết nhá, chân tay anh đủ cả, anh không vào bếp nấu được cả, mà anh phải rước ông sang ông nấu nướng làm thì gì? Thì anh với Phong thì ai nấu chả được, quan trọng gì đâu. Được cái gì mà được, thì sao anh không về nhà mà nấu cho vợ con anh ăn? Anh sang đây anh nấu làm gì? Thì anh em với nhau thì muốn ngồi với nhau cho nó tình cảm. À anh cũng muốn, đang muốn gặp kiếm một tí đấy. Thôi chả dám. Là cái chuyện gặp biết gì? Cái chuyện mà sáng nay vợ anh nó về ấy, nó có phải nó gặp em không? Anh hỏi thật lại, trong tâm của em này nghĩ anh là ăn trực, có đúng không? Sao lại trong tâm? Không phải em đâu. Này, vợ thằng Hoàng nhá. Rồi á, bà con hàng xóm, nói chung á, ai chẳng nghĩ thế đâu, phải riêng em. Em có tốt ấy, thì em mới nói thẳng mặt bác như thế này này. Còn như mấy người kia cứ nói đằng sau lưng, sau gáy bác không thấy lạnh à? Nhưng mà hóa ra là anh nói thật, anh chưa ăn không của ai cái gì nhá, anh... Lại còn không ăn không của ai cái gì? Gớm, cái đấy thì tôi biết tỏng đồng tông rồi. Anh thì làm gì ăn không của ai cái gì bao giờ? Thì anh chưa bao giờ anh ăn không của ai cái gì nhá. Thế thì người ta phải mâm cao cỗ đầy, có cái gì thì anh mới đến ăn của người ta. Chứ còn ăn không thì lấy cái gì mà ăn, ăn không khí ạ. Thôi, tốt nhất là mấy anh hai của anh em ngồi đây. Thôi được rồi, tôi nói chú Phong là tôi xin lỗi hai vợ chồng. Anh xin lỗi em nhé. Thôi. Anh... Này, xin thật lỗi chứ... mà giải quyết vấn đề, xin lỗi mà bụng vẫn no thì á. Đẩy thẳng là xin lỗi để nó ăn thật sự, suốt ngày rồi. Kể cả, đây là hôm nay anh sang đây anh mới biết được là thím nói anh như thế đấy. Chứ không phải là... Thôi, ngồi ăn cơm. Anh lại cứ tưởng là người ngoài cơ. Hóa ra là vợ chồng chú Chín là từ trưa giờ cũng nghĩ anh là chỉ có đến là bọn mót gọi ăn uống nhà chú Chín có cái gì thì anh mới sang. Anh thề luôn từ giờ anh sẽ không bao giờ anh đến nhà chú làm gì nữa nha. Kể cả bữa cơm này, này anh mang sang anh nấu của anh hay như thế nào anh cũng không tính đến nha. Vợ chồng chú Chín cứ thế mà ăn anh không ăn nữa. Này, nói cho mà bác rút kinh nghiệm mà bác có xử cô đấy, bác ra vẻ dỗi cái gì mà dỗi. Anh không dỗi, nhưng mà thôi anh có bài học rồi cho mình rồi. Mình nhiều lúc mình thân quen quá là nó cũng thành hóa ra là như em nghĩ là cũng là đúng. Thôi kệ bác thích nghĩ nào thì thôi anh về nhá chú nhá. Khép em làm gì em nói ghê thế. Này, sáng ngày bà vợ ông ấy còn bảo em ấy là sau cứ thẳng mặt ông mà nói, bỗ thẳng mặt vào. Mặt nhưng mà đợi lúc nào ăn xong hoặc là lúc nào gặp ở đâu riêng thì nói. Đang ăn cơm dở em lại đi để nói. Ôi, ông là ông bỏ về. Em sợ nói thế còn chưa đâu vào đâu ấy. Mai khéo lại mò sang bây giờ đấy. Ok. Cứ nói đi anh. Nói. Nói đi, cứ nói. Cái loại anh không biết. Không biết. Cái loại gì? Loại anh không biết liêm sỉ là gì. Hoặc là không cần nữa, bây giờ anh chỉ cần biến sắc cho anh. Thêm thế nào thế là thế nào rồi. Ok. Cái thịt này em qua làm cỗ mà. Đấy, này chú ăn thử cái món này xem. Anh chế biến gì? À đây xem. Trong tủ còn bia không nhỉ? Bia? Ừ? Bia trong tủ nhà lúc nào chả có. Ừ, đấy này. Phải có một tí. Ủa? Đấy anh chạy vào trong tủ lấy mọi người nhá, trong tủ mát đấy. Rồi được rồi. Ông này. Dắt cho anh con xe này ra ngoài. Đánh em mở lên. Tôi quay. Đánh em mở lên xong ít thầy bảo là à nãy em mở xe tủ hình như trong tủ có bia hay nào đấy nhỉ? Anh mở tủ trang bị, anh nhìn thấy bia. Nhà em có đâu chứ. Không, anh thấy rồi. Biết thừa là có rồi. Thế thì lại đi, anh vào lại đi. Ok. Đấy, ngoan không? Anh phải làm miếng thịt dê nhà chú nhá. Ngon anh ạ. Cái thịt dê nướng này. Nó là có... lần bia. Bia? Súp lơ. Tí nữa chào nhàn nhạt anh em mình ăn cho mát ruột. Thế còn những món gì nữa bác? Từ đã. Đừng nói vội. Còn lần này thì trăm bạc. Không, đây thì hỏi còn gì lần nữa. Lần này gần triệu à anh? Anh mua đâu mà đắt thế? Không, gần triệu là anh cầm gần triệu đi á.
Không. Nó mình rất nói oai bình thường. Trứng này anh phải mua hẳn 5 con vịt, à mua hẳn chục con vịt. Nó đẻ ra được có gần này trứng là anh phải lấy mang ra đây ngay đấy. Đấy, kiểu đấy. Nên xanh lại. Chờ nó đẻ. Không, bây giờ cứ hỏi còn cái gì nữa không? Cho anh lại nhấc lên anh ấy. Bây giờ chưa anh chưa cầm gì đâu, bây giờ hỏi lại nhá. Ok. Đấy, còn cái hoa đu đủ này nữa. Vừa ăn tốt cho sức khỏe, chữa bệnh huyết áp nhá. Anh mua ở đâu mà đắt thế? Hả? Mua đâu mà đắt thế? Đây là thực phẩm organic. Không, chú vẽ chứ. Đó đó, em xem những món gì mà gớm thế anh. Đặc sản gì đấy? Lúc này em ra. Thì nữa. Đi về ăn uống về thì bắt đầu mới mà. Về rồi bắt đầu mới ra để nói thôi. Thì nữa chú phải gọi à, chắc là nó đi đâu chưa về. Không, bây giờ không nói đến. Còn tí nữa có nghĩa là gọi nó ra làm cơm ấy. Đào chắc lại lượn đầu. Đó được rồi, để anh mua đồ anh. Anh làm cái kiểu. Bộ gì? Không phải lấy đâu. Lấy làm gì, ăn cơm ở nhà đâu mà lấy. Đi về mà bảo ông ấy đi. Ờ, tí về tao phải cho ông ấy một trận. Chết xấu hổ, mang tiếng vợ con ra. Về. Đúng là không có đạo diễn người khác. Gầm tay cho anh xây cái vòng đấy. Đùa chú ở trong tủ chú chẳng biết coi gì. Ok. Anh cũng chịu chú đấy. Ôi, đồ, còn nhiều này hả? Đồ anh thức uống ở trong tủ mà chú còn chả biết. Cả nước. Làm gì có bá đi gặp em. Mà là em đi gặp bá ấy đấy. Mà được quyền bá ấy bảo em thì em mới dám. Hôm nay mới dám sỗ như thế này. Chứ còn không ai em dám sỗ. Bá bảo em là cứ thẳng mặt mà nói. Để anh thì không ăn không có ai cái gì bao giờ đúng. Và anh phải chăm. Mà không, anh người ta đây, có đây. Gì để anh ăn đâu đây, anh không bao giờ anh không ăn không có ai bao giờ đâu. Thế xong là anh lý lại bóp luôn lại kiểu đấy. Anh phải thấy người ta có gì anh mới anh đến ăn không thì anh lại luôn em mặt lại đổi sắc luôn đấy. Ok.